Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một cái project React và tôi sẽ đi thực hiện cái việc connect tới một cái RESTful API và sau đó thì tôi sẽ đi get là cái data trong cái RESTful API và sau đó tôi sẽ đi sâu cái data này lên trong cái trang giao diện của cái ứng dụng React và tôi sẽ sử dụng các tính năng của React Hook để mà làm cái việc connect tới cái RESTful API và sâu lên cái data ở trên cái trang giao diện. Rồi, chẳng hạn như tôi sẽ có một cái model source code như vậy. Và bây giờ tôi sẽ đi init một cái project mới ở trong cái model source code này. Thì tôi sẽ tạo ra một cái terminal mới này. Tôi sẽ open cái terminal này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi init cái project mới này. Thì tôi sẽ sử dụng cái thằng Jam React App để mà init ra cái project mới này. Rồi, theo tôi sẽ có cái tên project là chẳng hạn như là chẳng hạn như tôi sẽ có một cái project là demo connect RESTful API này và tôi sẽ nhấn enter để nó init cái project cho tôi này. Rồi, nó đã init được cái project của tôi success rồi này. Tiếp theo tôi sẽ đi mở cái VS Code lên và sau đó thì tôi sẽ tạt cái project lên bằng cái terminal và thằng Visual Studio Code này. Đây, tôi sẽ mở cái VS Code này này. Và tiếp theo tôi sẽ đi mở cái folder source code của tôi lên này. Tôi sẽ open folder này. Đây, thì nó vừa tạo cho tôi một cái folder này demo connect RESTful API này. Thì tôi sẽ mở cái folder này lên này. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái terminal mới này. Đây tôi sẽ new terminal này. Tiếp theo tôi sẽ tải ứng dụng của tôi lên này. Thì tôi sẽ có lệnh gen tải để nó tải lên. Đó thì cái ứng dụng của tôi thì nó đã tải lên bình thường rồi này. Tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho bạn con một cái RESTful API. Thì tôi sẽ có một cái API là ở cái trang json layholder.typecode.com và xuyên to do s như vậy. Thì cái API của tôi thì nó trả về một cái nick data ở dạng json như vậy này. Và tôi sẽ đi demo cho các bạn connect tới cái RESTful API này và sau đó chúng ta sẽ sâu cái data của nó lên cái trang giao diện ứng dụng của tôi ở đây. Thì quay lại source code thì tôi sẽ đi chỉnh sửa cái file app.js này. Thì phần cái file app này thì cái phần chỗ thẻ header này tôi sẽ xóa đi này. Tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ H1. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái title là demo connect to RESTful API đi. Rồi chẳng hạn như tôi nick cho say này. Tiếp theo tôi lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái trang giao diện thì bây giờ nó chỉ sâu lên cho tôi là cái tag là demo connect to RESTful API này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho các bạn thực hiện cái việc connect tới cái RESTful AI thì ở trong cái function app này thì tôi sẽ sử dụng một cái hook gọi là hook view effect. Thì cái hook view effect này thì nó là một cái function và nó sẽ có hai cái tham số đầu vào. Thì cái tham số thứ nhất là một cái callback function này. Thì ở trong cái callback function này thì chúng ta sẽ đi thực hiện cái việc mà connect tới cái RESTful AI và cái tham số thứ hai là cái dependency. Thì tôi sẽ có một cái dependency là một cái mảng rỗng như vậy. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cách sử dụng cái hook effect này thì các bạn hãy vô cái trang legacy.vsjs.org và các bạn vô cái mục doc này, rồi các bạn vô cái mục hook này, rồi tiếp theo thì các bạn vô cái mục hook API difference này. Thì ở đây thì nó có cái hook gọi là hook effect này, thì các bạn click vô cái link của effect và các bạn tìm hiểu này, hoặc là các bạn hãy đọc về cái phần using effect hook này. Thì cái hook view effect này thì nó là sự kết hợp của ba cái công thức
Command and Dismount, Command and Disupdate và Command and Uundmount nó kết hợp lại. Thì đây là cái ba cái phương thức vòng đời ở bên trong một cái class Component. Đó thì các bạn hãy vô đây và đọc và tìm hiểu thêm. Rồi quay lại cái ứng dụng của tôi thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái hook Zilfest này để mà thực hiện cái việc mà connect tới một cái RESTful AI này. Thì bây giờ tôi sẽ đi connect tới một cái RESTful AI sau thì tôi sẽ sử dụng cái hàm fetch. Thì cái hàm fetch này thì nó là cái function của cái thằng JavaScript thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc mà kết nối tới một cái RESTful AI. Đây tôi sẽ copy cái API của tôi này. Và tôi sẽ chuyển cái API của tôi vô cái trong cái hàm fetch sau. Rồi sau khi mà nó lấy ra được data thì tôi sẽ chấm đen này. Thì tôi sẽ gọi chấm đen để mà tôi return về một cái data gì đó. Thì tôi sẽ có một cái data là cái default mà tôi sẽ return về cái default. Tôi sẽ return về cái default.json này. Rồi theo thì tôi sẽ chấm đen nữa này. Thì tôi sẽ có một cái data này. Rồi tiếp theo chẳng hạn thì tôi sẽ console cái doc ra chẳng hạn. Thì tôi sẽ console doc ra cái data. Thì tôi sẽ gọi console.doc và tôi sẽ nốc ra cái data này. Rồi theo tôi đi vô xây này. Rồi theo chẳng hạn thì tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Rồi theo tôi sẽ impact cái trình duyệt ra này. Rồi tôi sẽ dùng cái tab console này. Rồi tôi sẽ near lại cái console này. Rồi tôi sẽ defect lại trình duyệt này. Rồi theo thì check được console thì nó show ra cái data của tôi là 200 cái item ở dạng cái sân như vậy. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ đi demo cho các bạn show cái data ở dạng JSON này lên ở trên cái trang giao diện ở dưới dạng một cái table chẳng hạn. Thì tôi sẽ có một cái biến biến tay chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ có một cái biến tay là to do add này. Và tôi sẽ có một cái hàm gọi là set to do add này. Và tôi sẽ gán cho nó bằng cái hook gọi là hook duy tay. Rồi theo thì ở cái chỗ console này tôi sẽ bỏ đi và tôi sẽ gọi hàm set to do add. Và tôi sẽ set cái to do add bằng cái data này. Rồi theo tôi đi vô say này. Rồi theo thì bên dưới này tôi sẽ đi có một cái table này. Thì ở trong cái table này thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái phần th, th tức là cái phần header của cái column ấy. Rồi theo thì bên trong đó tôi sẽ có cái thẻ tr này. Theo tôi sẽ có các thẻ th này, chẳng hạn như tôi sẽ có các cột như là id này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái th tiếp theo là cái cột title chẳng hạn. Tiếp theo tôi sẽ có thêm một cái thẻ th nữa. Thì tôi sẽ có mấy cái thẻ th ứng với mấy cái field như id này, title này, committed này. Tiếp theo thì cuối cùng thì tôi sẽ có thêm một cái cột th cho cái giá trị committed này. Rồi theo thì ở bên dưới cái thẻ th này tôi sẽ có thẻ tbody. Rồi trong cái thẻ tbody này thì tôi sẽ đi nạp qua một cái nick danh sách là cái nick danh sách to do add này. Đây tôi sẽ có cái to do add này và tôi sẽ gọi hàm chấm map này. Thì chẳng hạn như để check cái data nó trường hợp nó check null thì tôi sẽ thêm cái dấu hỏi chấm này. Thì tôi sẽ gọi hàm map và tôi sẽ nạp qua từng phần tử này thì tôi sẽ có cái to do này. Rồi theo thì tôi sẽ sử dụng cái thẻ tr để show lên mấy cái như là id, title, committed. Đây tôi sẽ có cái thẻ tr này. Rồi theo tôi sẽ có thẻ td này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ show lên cái id. Thì tôi sẽ gọi to do à. Và tôi sẽ chấm id này. Rồi theo tương tự mấy cái field như title và lại committed thì tôi cũng copy cái chỗ thẻ td này xuống và tôi chỉnh sửa này. Đây tôi sẽ sửa chỗ này thành title này. Rồi tiếp theo chỗ này tôi sẽ sửa thành committed này. Rồi theo tôi đi vô say này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Rồi tôi đi phép này này. Thì cái data nó chưa có xong nên thì tôi sẽ đi kiểm tra lại này. Thì nó bị sai ở chỗ này này. Thì cái chỗ thẻ tr này tôi sẽ bao nó bên ngoài là bằng một cái keyword là return này.
Đó thì tôi cần phải có một cái từ khóa là return như vậy. Tiếp theo thì chỗ thẻ TR này thì tôi sẽ thêm cho nó một cái thuộc tính là key này. Thì cái key tôi sẽ set cái value cho nó là bằng cái todo.id này. Rồi tiếp theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ nền lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái table của tôi nó sâu lên như vậy. Thì rồi theo chẳng hạn thì tôi sẽ chỉnh một số cái style để cho nó đẹp hơn chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái style như là cell vectoring này, cell vectoring này, border này. Rồi theo là cái class app này này thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái style. Thì tôi sẽ mở cái file app.cs này mà tôi sẽ thêm cho nó một số cái style này. Tôi sẽ cho nó cái margin này. Thì chẳng hạn như cái margin thì tôi sẽ cho là 100 pixel này. Rồi theo tôi nick cho size này. Rồi theo là cái file app.js thì tôi cũng nick cho size này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái trên trình duyệt thì nó show lên cho tôi cái data như vậy. Thì đối với lại cái cột committed này thì cái data nó show lên được gì? Thì nguyên do là cái kiểu dữ liệu của nó là cái kiểu boolean. Thì giá trị của cái kiểu boolean ấy thì nó không show lên được trong cái trang giao diện mà nó chủ yếu sử dụng để mà thực hiện cái việc mà check cái condition để mà rendering ra thôi. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn làm cái việc mà kết nối tới một cái RESTful API và sau đó tôi cũng đã demo cho các bạn cái việc mà show lên cái data ở trên cái trang giao diện ứng dụng như vậy. Đó thì đây chỉ là một cái demo đơn giản thôi. Rồi ngoài ra thì để làm việc được với lại RESTful API thì chúng ta có rất là nhiều cái chức năng khác nhau như là chức năng về CRUD, là mấy cái chức năng như là DA này, read này, update này, init này. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về các chức năng khác thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học là gọi là khóa học React.js chuyên sâu của tôi. Thì ở trong cái khóa học này của tôi thì tôi có một cái chương gọi là chương làm việc với lại RESTful AI. Thì tôi sẽ demo cho các bạn làm các chức năng CRUD như là get data này, insert data này, update data này, delete data này. Đó thì nếu mà các bạn nào muốn học nâng cao hơn thì các bạn thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.